Cơ quan tình báo Hà Lan vừa lên tiếng cảnh báo rằng quốc gia này phải đối phó với mối đe dọa phức tạp từ các thành phố quá khích bạo động trở về từ Syria, những kẻ bị ngăn không cho ra ngoại quốc để chiến đấu trong hàng ngũ thánh chiến, và những người bị lôi kéo bởi sự tuyên truyền của thánh chiến để mở ra các cuộc khủng bố trong nước. Trong bản báo cáo thường niên, Cơ quan tình báo và an ninh Hà Lan cũng cảnh báo rằng cuộc tranh giành quyền lực trong phong trào thánh chiến toàn cầu giữa ISIS và Al-Qaeda cũng sẽ là mối đe dọa cho an toàn của thế giới Tây Phương. Hà Lan vốn ở trong liên minh quốc tế, đang mở ra các cuộc không tập nhắm vào ISIS ở Syria và Iraq, hiện vẫn còn duy trì mức báo động ở cấp độ 2 để đối phó với cuộc tấn công có thể xảy ra của khủng bố. Cơ quan tình báo này nói rằng, vào cuối năm 2015, có khoảng 230 người đã rời Hà Lan để sang chiến đấu ở Syria và Iraq.